Thật ra ban đầu mình cũng không tính làm cái video nói về con AirPods Pro 2 này. Tuy nhiên khi mà mình xài nó thực tế, đặc biệt là lúc mà mình đi bộ thì mình cảm thấy những cái thay đổi mới nó có tác dụng thật sự, và nó làm cho cái trải nghiệm của mình đối với là một cái tai nghe chống ồn chủ động mà True Wireless nó tốt hơn. Thì mời các bạn coi kỹ hơn vì sao mà mình nói con AirPods Pro 2 là một trong những cái tai nghe chống ồn chủ động mà các bạn nên nghĩ tới đầu tiên nếu như mà các bạn đang xài những món đồ khác nằm trong hệ sinh thái của Apple như là iPhone, iPad hay là Mac. Rồi bây giờ vào ha. Nói về con AirPods Pro 2 á, thì khi Apple họ giới thiệu á, nó có những cái cải tiến ví dụ như là thời gian dùng pin dài hơn, rồi âm thanh hay hơn, con chip bên trong cũng mới đúng không? Tuy nhiên á, đối với bản thân mình thì cái mà mình quan trọng nhất á, đó là khả năng điều chỉnh âm lượng bằng việc mà mình có thể vuốt ở trên cái tai nghe. Cái tính năng điều chỉnh âm lượng ngay trên tai nghe á, nó cực kỳ tiện khi mà mình đang đi bộ hay là chạy bộ. Đó cũng là tình huống sử dụng mà mình xài con AirPods Pro này nhiều nhất. Mình thích cái việc mà nó có một cái phản hồi nhẹ lại cho mình, một cái rung nhẹ để mình biết được là à, cái việc điều chỉnh của mình nó đã ăn hay chưa. Trước đây á, từ AirPods Pro cho tới AirPods thường, nếu như mà các bạn muốn điều chỉnh âm lượng các bạn phải gọi Siri lên và điều chỉnh thì nó mất công lắm, chúng ta còn phải ra lệnh bằng tiếng Anh này nọ nữa. Cái đó là cái mà mình không thích. Cái điểm mà mình thích ở trên con AirPods Pro 2 á, đó là thời gian dùng pin lâu hơn. Apple nói á, là thời gian dùng pin của riêng cái tai nghe là được 6 tiếng và nếu các bạn dùng thêm với cái case nữa thì nó thêm được 30 tiếng. Trước đây, AirPods Pro đời đầu á, thì nó chỉ được tai nghe 5 tiếng và cái case là 24 tiếng mà thôi. Với cái tần suất sử dụng thực tế của mình, mỗi ngày mình đeo khoảng 30 phút cho tới 45 phút lúc mà mình đi bộ và thỉnh thoảng thì có đeo khi mà mình ngồi làm việc thì mình có thể xài cả tuần, mình phải sạc lại. Còn nếu mà các bạn xài thường xuyên và cái tần suất của các bạn xài nhiều hơn á, thì chắc chắn là các bạn sẽ phải sạc nhiều hơn ha. Đó là riêng với bản thân mình thôi. Ở trên con AirPods Pro 2 á, còn có một cái thay đổi nữa liên quan tới khả năng chống ồn chủ động. Thì đối với lại đời 1 á, cái chống ồn chủ động nó vẫn đã tốt rồi nha. Nhưng mà lên đời 2 á, thì thậm chí là nó chống ồn còn mạnh hơn nữa. Có một số người mình nói chuyện á, thì họ không thích cái chống ồn chủ động của cái đời 2 tại vì nó nghe nó khá là đặc á. Họ không có thoải mái khi mà cái khả năng cách âm của nó mạnh như vậy. Nhưng bản thân mình đeo nó thì mình vẫn cảm thấy ok, không vấn đề gì. Và như mình có nói lúc nãy với các bạn á, cái tình huống sử dụng nhiều nhất của mình á, là lúc mà mình đi bộ tập thể thao mỗi ngày đó. Thì lúc mà mình đeo cái tai nghe đó, cái âm thanh của nó rất là rõ ràng, những cái tiếng xung quanh nó gần như được cắt đi. Tuy nhiên mình vẫn thích cái chuyện là nếu mà có xe máy nó đang gần đi tới á, mình vẫn nghe nha các bạn. Mình vẫn nghe để mà mình biết đường mà mình né, hay là có xe hơi đi tới mình vẫn nghe. Và cái âm thanh đó nó đủ nhỏ để không làm mình khó chịu nhưng mà vẫn đủ to để mà mình có thể nhận biết được cái sự khác biệt đó. Hiện tại thì mình chưa có cơ hội test con AirPods Pro 2 này khi mà mình đi máy bay. Nhưng mà nếu bạn nào thường bay và đặc biệt là bay những chuyến bay dài thì các bạn nên mua những cái tai nghe chống ồn chủ động như là AirPods Pro. Tại vì nó sẽ giúp các bạn cắt đi cái tiếng ồn mà của động cơ máy bay á. Cái khoang lúc đó tự nhiên nó yên tĩnh đi, bạn sẽ đỡ nhức đầu hơn nhiều lắm, đặc biệt là trên những chuyến bay dài đi nước ngoài ha. Một cái tính năng cũng rất là hay nữa mà chỉ có trên AirPods Pro 2 thôi, AirPods Pro trước đây không có, đó là Adaptive Transparency. Đây là một chế độ xuyên âm mới mà con chip H2 ở bên trong cái tai nghe này á, nó sẽ tự động nhận diện được cái âm thanh đó là gì để nó khuếch đại lên hoặc là nó giảm nhỏ xuống để mà các bạn vẫn có thể vừa nghe nhạc vừa nghe được cái âm thanh đó. Ví dụ ha, khi mà mình đang đeo tai nghe để mình nghe nhạc và bật cái chế độ Transparency thì chẳng hạn như vợ mình nói chuyện với mình vẫn sẽ nghe được tiếng vợ mình rất là rõ. Nhưng mà nếu như vậy á, thì có những cái âm thanh lớn và khó chịu, chẳng hạn như là tiếng xe cấp cứu nè, hay là tiếng của xe cứu hỏa chạy qua mà nó hụ còi nè, thì lúc đó nếu mà nó cũng khuếch đại cái âm thanh đó lên thì bạn sẽ nghe rất là khó chịu và thậm chí là có thể ảnh hưởng đến tai đúng không? Thì cái chế độ Adaptive Transparency nó tự động biết, à đây là tiếng cứu hỏa, tôi giảm nhỏ lại chứ không phải tôi tăng lớn lên. Nhưng mà nếu là giọng nói của người đang đứng đối diện với bạn thì nó sẽ lại tăng lớn. Đó chính là cái ý nghĩa của từ Adaptive. Các bạn có thể chỉnh được cái chế độ Transparency này cũng cùng một cái menu giống như ngày xưa thôi. Đó là chúng ta sẽ vào cái phần âm lượng á, nhấn giữ và các bạn có thể chuyển về chế độ hoặc là cách âm hoàn toàn, hoặc là Transparency, hoặc là tắt luôn cái phần cách âm. Ở trên cái case của AirPods Pro 2 á, thì các bạn thấy là nó có thêm một cái loa và nó cũng có thêm một cái chỗ móc dây. Nhưng với bản thân mình á, thì cái chỗ móc dây này mình cũng không xài. Lúc mà mình đi ra đường á, mình nhét nguyên cái cục này vô túi thôi. Có cái dây móc vào nó còn lượm thượm thêm nữa. Và bản thân cái loa này thì mình cũng không dùng cho mục đích nào khác ngoài cái chuyện mình chắc chắn là à, nó đã được bắt đầu sạc. Có một cái cải tiến nhỏ thôi, nhưng mà cũng hay ở trên con AirPods Pro 2 đó là nó có thể dùng chung với lại cục sạc Apple Watch của mình để lên nó hít cái tạc vô và nó bắt đầu sạc. Trước đây thì chúng ta đã có thể sạc nó với lại những cái sạc không dây MagSafe rồi ha. Bạn để lên nó cũng hít vào thì đó cũng là một cái điểm mà có thể các bạn sẽ cảm thấy tiện lợi hơn so với việc phải cắm một cái dây Lightning vào trong cái case này. Với những bạn nào mà hay để quên cái case này á, các bạn có thể dùng được cái tính năng Find My ở trên iPhone á, để các bạn có thể tìm được cái case này. Nó sẽ dẫn đường các bạn đến cái chỗ đó nhờ vào cái kết nối Ultra Wideband. Thì cái tính năng này thực ra đã có từ cái thời AirTag rồi và bây giờ thì các bạn có thêm một cái cách dùng nữa tiện lợi hơn. Thật ra bản thân mình á, thì hiếm khi nào mình để lạc cái đó lắm cho nên là mình cũng không xài mấy. Mình chỉ mở lên mình test thử thôi.
Nhưng mà nếu mà các bạn thường hay để quên nó thì đây sẽ là một cái tính năng khá là hữu ích ha. Về âm thanh thì mình không có xài AirPods Pro 1 nhiều, cho nên mình không thể nào nhận xét được là nó hay hơn Pro 1 cỡ nào. Mình chỉ nhận xét là ok, với những cái nhu cầu bình thường khi mà mình nghe nhạc, khi mình xem phim thì con tai nghe này nó có thể đáp ứng được đầy đủ hết. Rõ ràng AirPods Pro 2 không phải là con tai nghe có chất lượng âm thanh tốt nhất trong cái đám True Wireless hiện nay. Các bạn có thể kiếm được những cái tai nghe True Wireless khác của BO, của Bose, của Sony, nó có chất lượng âm thanh hay hơn. Tuy nhiên, bản thân mình vẫn chọn AirPods hay là AirPods Pro làm cái tai nghe chính của mình, bởi vì lý do đơn giản thôi. Nó có thể pair rất là nhanh với lại iPhone và tất cả những tính năng của nó được tối ưu cho người dùng Mac. Và như mình đã từng nói với các bạn trong một cái video trước đây á, bản thân mình ha, thì mình vẫn thích đeo cái tai nghe AirPods bản thường hơn. Tại vì lúc đó nó không có cần phải bịt kín cái tai mình lại để phục vụ cho cái tính năng chống ồn. Cho nên cái tai nghe AirPods 3 á, thật ra là nó vẫn còn nằm trong nhà mình. Cái AirPods Pro 2 này mình xài để mình test, mình trải nghiệm. Rồi sau đó có thể là mình sẽ đưa con này cho vợ mình. Nếu như mà các bạn có cần mua tai nghe AirPods Pro 2 á, thì hiện tại nó đã về hàng chính hãng tại Việt Nam rồi. Các bạn có thể ghé qua Cellphones để các bạn mua. Họ đang có rất nhiều những cái ưu đãi, cũng như là khi các bạn thanh toán qua các ngân hàng hợp tác với Cellphones thì các bạn sẽ có những cái mức discount rất là hấp dẫn. Cellphones là một đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, cho nên hàng lúc nào cũng về nhiều đầy đủ mẫu mã cho các bạn lựa chọn. Hiện nay Cellphones đang có hơn 100 cửa hàng rồi, cho nên các bạn có thể mua online hay offline gì cũng dễ dàng hết. Nếu như mà các bạn muốn mua AirPods Pro 2 thì các bạn có thể ghé qua cái đường link mình để ở bên dưới phần description và phần comment của cái video này nha.